bà lo đang làm á. Cái lò kiểu như này nó bớt nóng này, nó không có nóng bằng cái lò mà ngày xưa người ta ngồi người ta tráng ha. Không, cái này nóng hơn chứ. Nóng hơn hả? Cái này tới 400-500 độ luôn mà. Ôi vậy hả? Cho nên mới lẹ chín chứ. Nhưng mà được cái này anh thấy nó không có phà hơi của mạch giống như cái kia đó. Tùy theo hướng gió. Nói chung là bữa nay hướng gió này, bữa nay hướng gió khác gì đó. Có bữa nó cũng phà vô mặt mình. Đây nóng lực hả? Cho nên mới ra mồ hôi. Làm đi lúc nào má đầu hay hay. Đó thấy không, nó cũng phà. Một cái này là hết còn bao lâu nó chiếm thì à, nói chung thì tùy. Tôm thì mình hết lâu chút xíu. Khoảng 3 phút là chín không? Chưa không tới. Giờ mới thắc mắc nè. À, cái này là bún gạo ha. Đúng rồi. Dạ. Như vậy là ở đây có bán vừa bún gạo vừa bánh cuốn, giá nó tương đương như nhau luôn. Đúng rồi. Mình không ăn bánh cuốn là thịt đó luôn, nhưng mà mình không ăn bột thì mình ăn mình ăn bún gạo ha. Các bạn có cảm giác giống như người ta đang vẽ bức tranh không? Bỏ cái bánh cuốn vô xong là cứng luôn. Cái đó là sốt gì ấy chị? Sốt tương. Sốt tương. Đây là cái menu của quán nha các bạn. Đây là quán bánh cuốn Quảng Đông. Menu thì mình thấy là giá là từ thấp nhất là 30.000. Giá thấp nhất là 30.000 đối với bánh cuốn heo. Và cao nhất là bánh cuốn thập cẩm là 55.000 nha. Ở đây thì tính ra là có rất là nhiều loại nhân cho các bạn lựa chọn nha. Có heo, xá xíu, bò và tôm. Bốn loại nhân. Đấy, ngoài ra thì còn có phần bún gạo này. Đấy, rồi có cả bánh bao, rồi có bánh bao xá xíu phô mai nha các bạn. Ở dưới thì mình thấy có số điện thoại của quán luôn nha. Ê, cô nè. Hơi bốc phà đó như chị đúng rồi, có hôm mọi người hướng gió cái là lạnh đủ luôn á. xông hơi hàng ngày luôn. Sao mình không dùng một cái quạt ở đây mình thổi gió nó xuôi xuống chị, chắc phải nắng phải gió tắt lửa hả? Chạy mình xài bằng ga đó chứ không phải xài bằng điện. Vâng. Lấy cái gì hay không? Mời cho chị luôn. Rồi.
lên xe nhà hả chị? Bây giờ có thành món miếng trộn à? Dạ. Không, bún gạo. Bún gạo, bún trộn. Trộn lên. Ngày xưa là cái quán này mới ra là như là nào? Là nó cũ kỹ lắm. Là mấy chú mà ăn trước khi cỡ khoảng năm 2000 á, là cái quán mình nó sụp rồi, chứ nó không có sáng sủa như vậy. Vâng. Là coi như nó cũng không có đủ vệ sinh như bây giờ nữa. Còn bây giờ mà mấy chú mà đi về ở nước ngoài về á, có khi mình thay đổi nhiều quá mấy chú không nhận ra nên ghé quán khác ăn không chừng nữa. Vâng. Dạ. Chỉ có cách nào để nhận biết cái quán của mình hồi xưa không? Dễ lắm, ví dụ mấy chú chịu khó để ý của quán mình đó là có tặng xíu quách, chỉ có quán nhà mình mới có này thôi, còn chỗ khác là không có. Vâng, thế dạ. Có một mình quán chỉ chơi tặng xíu quách thôi các bạn. Dấu hiệu nhận biết quán ngày xưa. Đó, quán ngày xưa là mấy chú tới ăn là biết rồi, đều có tặng xíu quách hết trơn luôn. Mấy chú thấy mấy chữ này là chắc chắn, đặc biệt là sẽ nhớ lại. Dạ. Là quán hồi xưa có tặng tới giờ luôn. Vâng. Ở đây khách mối chắc nhiều chị ạ? Nhiều lắm, từ sáng tới tối cứ lai gai hoài vậy đó. Dạ. Mới gục không mà ngồi xuống chưa kịp kêu là biết ăn gì luôn rồi. Dạ. Ôi dạ. Quá chuyên nghiệp rồi. Ok. 2 khẩu khô. Hôm nay mình đang làm là bao nhiêu đây? 55.000. 55.000. Dạ. Cái nước này là nước sốt đặc biệt của mình. Sốt dầu hào. Sốt dầu hào, dạ. Tốt mỡ. Sốt dầu hào. Gạo. Cái này là cái gì anh? À, con ruốc. Hành. Nhìn cũng rất là bắt mắt các bạn ạ, cực kỳ bắt mắt luôn. Cái phần này là như thế nào? Phần này là quán tặng. Quán tặng. Đấy các bạn ạ, đây là quán đàn. Quán đàn, là quán đài. Quán đài. Wow, các bạn thấy không? Nấu nguyên nồi xí quách 200kg chỉ để tặng khách thôi đó. Cực kỳ đặc biệt. Quán này đặc biệt các bạn ạ. Thế là ngoài toàn bộ người các anh làm ở đây là người một nhà cả các anh? Dạ đúng rồi. Ôi tuyệt vời các bạn đã. Anh em không ạ? À? Anh em trong nhà không các bạn ơi? Đây là anh em trong nhà không ạ? À? Dạ. Quá hấp dẫn luôn. Rồi. Nó bóng với lại cái da nó phù lên hả? À. Với lại mình bóp con cảo mà nó cứng á. Đây được rồi đó. Này là được rồi đó. Cứng là nó được hả? Ờ, nó cứng với lại cái da nó bóng nè. Cứng với lại da bóng là được rồi đó. Cái này nước lạnh cho qua nước lạnh. Ờ, ngâm qua nước lạnh. Cho nó bóng con cảo. Thank you.
Cái còn hai cái gì vậy? Đây là hạt ngọc bột. Mình phân riêng một cái sọt nhỏ như thế này rồi. Dạ đúng rồi. Các bạn thấy rằng người ta phân riêng ra một phần là có một cái dưa này. Cái này là gì anh? Dạ cái này là quán tặng anh. À quán tặng là thế này. Dạ đúng rồi. Thường là nếu mà khách bên mình qua ăn là từ 1 đến 2 phần cũng có. Đấy các bạn ơi, như vậy đây là phần quán tặng. Ở đây anh thấy mình có nhiều đồ nước trùng anh nhỉ? Dạ đúng rồi. Quá trời. Rất là nhiều đồ nước trùng khác nhau các bạn. Nhưng hầu như ăn bún là các bạn chỉ có một nồi là trùng chung cái gì vô đó. Ở đây mình thấy là trùng rau rồi mì rồi đồ sống rồi chín trùng. Các loại nồi khác nhau. Đây là tô thập cẩm đúng không? Dạ đúng rồi, cái này là mì thập cẩm nước. Phần này là bao nhiêu anh? Dạ phần này cũng là 55.000 bên mình đồng giá hết á. Chỉ có cái mì cạo cẩm thì của nó là 65.000. Quán cơm của mình là từ 1989 hả cô? À, 1989 nè. 1989? À. Thế là năm nay là 33 năm. Rất lâu rồi. Ở đây món của quán mình là bán chạy nhất vậy cô? Ở đây chỉ có giống như sườn cây với sườn miếng mà bán chạy rồi. Cho người ta vô ta kêu sườn mì chả đồ á, dễ bán hơn. Dễ bán hơn rồi, dạ. Ở đây mình xài cơm tấm hay là cơm thường vậy cô? Không, ở đây chị bày bán cơm tấm á. Vâng. Này là mấy giờ là mình ra mình mở bán rồi con? 12 giờ trưa chị bán rồi, bán tới khoảng 10 giờ tối vậy. Bán tới 10 giờ tối luôn ha, dạ. Cái này thế là cái này có thể gọi là cơm tấm đêm coi nhỉ? Ở đó thì gọi cơm tấm đêm, có từ khi bị dịch tới giờ cái bây giờ chị dọn sớm chị bán luôn. À. Tại vì tối dạo này nó vắng, đường vắng lắm. Dạ vâng. Bị dịch á, người ta không có đi ra ngoài đường nhiều quá. Dạ vâng. Dạ bây giờ mình phải bán sớm chút. Vâng. Đấy. Cái phần này mình đang làm cho khách là bao nhiêu rồi cô? À cái này hộp con sườn vậy là 40. 40. Lúc trước có bán 3 mấy à, tại vì đồ nó lên giá, cái hơi tệ lên 2.000 dĩa à. Vâng, đồ lên quá rồi ha. Đồ lên á. Đồ lên thì ra mình bán lên chút mà, nhưng mà bán ít đồ ăn lại thì chị không bán được. Ngày xưa là từ năm 1989 là mình ra đây mình bán ở đây luôn rồi hả cô? À chị bán đây, ở đây miết luôn tới giờ luôn á. Dạ vâng. À. Đây là cơm này 40 luôn. À cái này cũng 40 luôn. Hai sườn mì chả. Tại cái sườn mì đang á, sườn mình thêm bì vô là tính 40. Ồ vâng. À. Đây các bạn đang coi một hộp 40.000 nha. Mình thấy nó rất là nhiều cái đồ ăn đấy các bạn, không ít đâu. À 40. Cô có thể giới thiệu sơ qua một vòng các món ăn của mình có ở đây được không? Ở đây là sườn nướng nè. Vâng. Rồi ở đây là sườn cây nướng nè, ở đây gà kho gừng nè, cái kia là tôm càng kho tàu. Vâng. Còn này tôm nó vừa tôm vừa đầu tôm luôn. Vâng. Ở chị bán này đó giờ chuyên môn bán món này luôn, với cái đó là xíu mại, còn đùi gà quay, sườn cây quay. Vâng. À, thịt kho trứng. Vâng. Rồi bì chả xíu mại, rồi ở đây đặc biệt chả cá ở đây nhà làm em. Chả cá nhà làm luôn ha. Vâng. Dạ. Ồ, da heo. Kho để các người ta có thích ăn thì mình ta ăn, chứ không tắm cũng có ít có ai ăn mà da heo mình kho sẵn vậy đó, ai có thích ăn thì người ta ăn. Cái này 30 nha. 30. Giờ này đang khách đồ ăn đông rồi. Cái món thì cái món tôm này sao mình bán làm sao?
À, một dĩa vậy là 55 ngàn. 55 ngàn thì gà. Gà thì 35 ngàn. 35 ngàn. Rồi thịt kho trứng thì sao? Thịt kho trứng thì 40. 40. Ở đây là con thấy bên là có cà là mình bán sao? Bán thêm. Bán thêm ta muốn ăn 5 ngàn, ăn 10 ngàn thì tùy ta. À vâng. Cũng như tùy theo ta ăn ớt tăng nhiều, nhiều khi ta thích ăn một chiếc dĩa nhỏ 5 ngàn. Dạ vâng. Sườn nướng bán nhiều nhỉ? À, ở đây chủ yếu là sườn nướng, sườn bì chả với sườn cây. Ở đây có canh nữa. Đây đây có một đồ đang ngồi qua. Cái khoa này bán sao chị? Qua nửa trái 10 ngàn. Nửa trái 10 ngàn. Trái nhỏ thì 15 ngàn, bữa nay có hết trái nhỏ rồi. Dạ vâng. Trái 10 ngàn. Đấy. Cái chả son 15 ngàn, 10 ngàn. Trái chả son. Tô 10 đến 15 ngàn. Trong canh cải này có thịt. Có hành tằm, cháu có hành tằm á. Ô nhìn nhìn chất lượng lắm các bạn ạ. Canh cải son. Cái này là 12 giờ mình ra mình sẽ bán. Chưa là bán rồi. Rồi mấy giờ mình phải làm mấy đồ này rồi? Ờ sáng cỡ 8 giờ là chị dậy chuẩn bị làm rồi. Dạ. Tại vì cấp trước thì dậy trễ chút, bây giờ bán sớm mình phải dậy sớm mình làm. Dạ. 12 giờ ra là có đồ đầy đủ hết luôn. Bán tới 10 giờ xong rồi dọn dẹp xong chắc 12 giờ rồi ha. Ờ cũng 11-12 giờ rồi. Em ngủ được chút xíu là dậy làm tiếp rồi. Không ngủ được mấy tiếng đồng hồ á em. Dạ, tại sao như vậy đâu. Tại vì từ khi bị dịch tới giờ là chị phải bán vậy chứ cấp trước là cỡ dừng một mấy 2 giờ trưa chị mới dọn lượng. Vậy hả? Chưa đêm luôn à? Bán tới 12 giờ trưa, 12 giờ phê. Dạ. Bây giờ bán, giờ đó không có bán được nữa, giờ đó bán vắng lắm. Dạ. So với cái đợt trước dịch, dịch này có ảnh hưởng nhiều không? Thì dạo này bán cũng đỡ lại rồi. Vâng. Nhờ khách ta ăn được vừa ý cái người ta giới thiệu giùm á. Dạ vâng. Với lại chị cũng lên nào chị bán đồ này kia đồ. Bán áp ha. Ờ bán theo áp. Dạ. Thì lúc mà mới ra là mình mở ở đây luôn hay là mình chuyển từ khác tới? Không, chị bán đây đó, giờ ở đây mấy người ta cũng thương lắm. Là cái nhà này là của mình? Không, thuê. Thuê 30 năm luôn? Ờ. Dạ. Không, lúc trước chị thuê bên kia. Dạ. Cái sau này nó dẹp lòng mì đường á, cái nó kia mình giờ cái tủ vô nhà thì bên mặt bằng bên kia nó bị nhỏ đó, cái chị muốn thêm bên đây cái chị để bên đây bán luôn. Vâng. Muốn thêm bên đây cũng mấy năm chứ bán bên kia cái bên nó lâu hơn á. Dạ. Lâu lắm. Vâng, lâu lắm rồi ha. Ừ, lâu lắm rồi. Hôm nay cô đang làm là bao nhiêu đây? Cái này gì hàng ơi, hàng nó ra bì, nếu mà lấy 2 trứng vậy là 30 nè. 30 ngàn. Ừ. Còn một trứng có 20 ngàn thôi. Dạ. Tức là cái phần chả cá này là chả cá gì vậy con? Cá này là cá thác lát. Cá thác lát gia đình mình tự làm luôn. Ở nhà tự làm luôn. Chú em ăn thử chứ, chị cắt thử cho em ăn thử ha. Dạ vâng, một phần như vậy là một sẽ làm một miếng như vậy. Một miếng vậy là chị tính ra phân ra là 100 gia, 100 gia một dĩa cơm vậy là 40. 40 ngàn. Ừ. Vâng, rất là hấp dẫn. Khá ngon lắm, em ăn chút chị cắt thử em ăn thử ha. Dạ vâng, chị làm cho em hai phần này chị. Hai phần cơm. Một phần sườn vị chả. Em ăn đây em về. Ăn đây. Dạ. Dạ. Hai phần. Một cái sườn cây bị chả. Dạ vâng. Sườn cây và sườn miếng là giá bằng nhau hay là nó có là chênh lệch gì không? Không, chênh lệch, tại vì cái sườn cây chị mua mắc lắm. Dạ vâng. Cái sườn miếng thì 40 ngàn dĩa, còn cái sườn cây này phải bán 60 cây. Chưa trong tới thì bán có 50 ngàn thôi. Dạ vâng. Giờ mỗi dĩa chị phải lên 2 ngàn. Dạ vâng. Tại tiền mặt bằng đồ nãy kia ta lên giá, mình phải dạ. Lên. Đúng rồi, đúng rồi. Nay đồ ăn nó lên quá trời ha. À. Dạ. Chứ chị cũng không muốn lên đâu, phải chi nhà mình thì mình bán sao cũng được, tại mặt bằng á. Vâng. Ồ, một cái rất là hấp dẫn luôn. Bị chả không? Dạ vâng. Còn này là 58 ngàn. Cái này là... 66. 65 ngàn. 85 ngàn. 65 ngàn. Ấy là 75 ngàn chứ. 75 ngàn. À. Vâng. Khách đang vào rất là đông rồi các bạn. Các bạn có thể ngang cả cái nhìn khách rất là đông. Phần này là bao nhiêu? Cái này là 55 ngàn. 55 ngàn. Các bạn tham khảo hai phần, một phần 65, một phần 55 nhé. Đây các bạn ơi, các bạn đây là cái menu của quán này, cái menu khổng lồ luôn. Đấy, ở đây thì mình thấy là có giá từ rẻ nhất là 28 ngàn. Và mắc nhất ở đây là 53 ngàn nhé, 58 ngàn. Rẻ nhất là 28, mắc nhất là 58. Ở đây thì cái menu này các bạn tham khảo qua nhé. Và ở đây thì giá là mình nghe cô nói là giá mọi thứ là cộng thêm 2 ngàn nhé. Đây là cái giá của năm cũ.
và cộng thêm cái này là năm mới là tặng cộng thêm 2.000 nha, vì nay nghe nói là vật giá nó thang quá, xăng lên rồi tất cả mọi thứ đều lên, mọi thứ cộng 2.000 nha. Ở dưới thì mình thấy có số điện thoại của quán này, địa chỉ này, số điện thoại này. Đấy, bán từ 12 giờ cho tới 22 giờ đêm. Bên này là khu nướng thịt anh. Bên này là khu nướng thịt ha. Dạ đúng rồi. Rồi, thơm quá. Nướng hết hồ chiếu như mấy nồi này rồi. Mấy con nồi này. Mấy con nồi này ha. Thật thà quá. Anh này anh không chém gió hả mà. Nếu mà theo một số người chém gió mình hỏi chiếu như mấy nồi là người ta chỉ bốc 5 6 nồi rồi, nhưng mà anh nói rất là thật mấy con nồi thôi. Thơm quá. Giữa tối bán hết mấy nồi, bán hết đây ha. Dạ. Khoảng 2 3 nồi vậy á. 2 3 nồi ha. Đấy. Rất là thơm. Còn bên này là mình thấy có một cô đang cắt những cái phần bị cháy ra, vì cái món sườn nướng thì nó không thể thoát được cháy. Ở đó có một nồi thịt nướng, ở đây có một nồi thịt nướng. Món này còn gọi là món thịt kho trứng hay là gọi giống như thịt kho trứng mình vậy đó, nhưng mà tên của nó là tên là gọi là gì chị? Ba gọi phá lấu. Ba gọi phá lấu. Dạ. Chạp à. Khách nào muốn ăn dưa chua này thêm sao chị? Ừ, khách thêm. Nào muốn xin thêm ha, có tính tiền không chị? Tính thì sao, giá là sao chị? 20.000 một dĩa ha. Cái dưa chua này mình có cảm giác nó khá là đặc biệt các bạn, tại vì nó ngâm trong nước hoa lấu á, cho nên là các bạn có ăn thêm các bạn có thể kêu thêm nhé. Ở đây thì lòng cứ treo lên cho nó ráo, và khi các bạn ăn thì bắt đầu chỉ sẽ làm nóng lại trong cái nước pha lấu dưa chua. Không hiểu không? Dạ. Nè cho miếng thịt ngò vô nè. Một phần này là bao nhiêu chị? 60. Ủa, phải cắt quả trứng ra hả? Đây là một phần cơm 60.000. Này tính cơm chứ hay tính thức ăn không? Thức ăn đây hả? Dưa này tính ra là mình hầm trong này lâu chưa chị? Dạ, hầm 3-4 lần rồi đó. 3-4 lần luôn. Nó mềm cãi, nó mới thấm vô được. À. Thấm như vậy á. Tức là hầm càng lâu nó càng mềm luôn. Là 3-4 lần là tính nào, nếu mà tính theo tiếng được mấy tiếng rồi? Tại vì cái này á là sắt ra rửa xong rồi sắp, rồi xong rồi ngâm. Vâng. À. Ngâm cho nó ra hết chất chua xong rồi mới để cho chị vào nấu được. À, tức là mình ngâm cho hết chất chua trong đó luôn. Dạ. Ôi. Em tưởng là lấy cái này bỏ vô để lấy cái chất chua của nó chứ. Không, nó chua lắm, càng nấu nó sẽ càng ra chất chua. Vậy ha. Nhưng như vậy là cải này là được ngâm cho nó ra hết chất chua rồi các bạn ạ. Dạ. Quán ngày hôm nay là được khán giả trên kênh yêu cầu nha các bạn. Tức là lần trước thì mình có quay một quán phá lấu người Hoa ở khu Chợ Lớn. Xong cuối cùng là khán giả vô nói là tới đây trải nghiệm món cơm cháo Kiều Châu của người Hoa ở trên đường Hồng Bàng. Đấy, hôm nay thì chị Loan thì chỉ là người miền Tây, nhưng mà chỉ lấy chồng người Hoa. Đấy. Cơm cháo Kiều Châu, cơm cháo Kiều Châu còn có tên gọi khác không chị nhỉ? Tên của chị ở đây thì 392 Hồng Bàng, 16 quận 11. Vâng. Là quán của chị. Vâng. Còn Hồng nấu cái món này là nấu món Kiều Châu của mấy người Kiều Châu á. Dạ. Với lại chồng thì cửa chồng chị là chồ Quảng. Vâng. Quảng Đông Trung Quốc á. Vâng. Cái nồi cái đào đó cái này, hình như là dùng dưa chua để hầm lấy cái nước chua của dưa chua á chị. Không, cái này là phá lấu cải chua á. Phá lấu cải chua. Dạ. Chứ không phải là dưa chua xào giống như của người Việt mình. Em thấy có tới hai cái nồi phá lấu cà chua là có giống nhau không chị? Hình như cái màu miếng dẻo đậm hơn này. Cái này là mới.
Vâng. Chừng nào mà những hầm nhớ thấm rồi bắt đầu chị mới vớt qua đây. Vâng. Vớt qua đây là bắt đầu mình mới múc ra bán, phải không? Còn vâng. Này là mới. Vâng. Mới nấu như là mình luộc xong xuôi hết rồi rồi mình mới nấu dễ gia vị đồ vô á. Vâng. Nó mới ngon được, nó thấm được. Dạ. Đó, còn bên đây nó chưa thấm mà chưa có đem qua. Dạ. Đó, chị báo bển là đông lắm. Dạ. Bên chùa bên 641 á. Vâng. Cái ta lấy làm hoàng chị mới kiếm chỗ dọn qua đây. Cũng mất khách, nói chung cũng mất khách cũng nhiều á, nhưng mà qua đây từ từ cũng lấy lại à, bởi vì nan ta biết. À, tức là ngày xưa là chị bán bên kia đường. Ừ. Tức là địa chỉ là 641. Ừ. Là gần khu chùa. Ừ. Và bây giờ thì chị bị lấy là mặt bằng mới đi kiếm chỗ dọn qua đây. Dạ. Cái món này là món gì chị? Cái này là giò heo hầm đậu phộng. Giò heo cho hầm đậu phộng. Đó. Đó, giò heo hầm đậu phộng nè. Ôi, giò heo bự quá à. Nếu mà khách ăn thích cái giò heo này sao? Ờ chứ. Thấy không? Ừ. Ví dụ một cái giò heo này chị bán sao? Thì tùy theo thôi, cái này 150. Vâng. Tùy theo cái bự cái nhỏ, 180, 120 kia nổi á, tùy theo thôi chứ còn mà mình cũng không có ép cho khách ăn, dù ăn vâng. Khách ăn một phần nhỏ thì 80. Vâng. Nó vậy đó. Chứ đâu có mình đâu có ép được, dù nguyên cái bự mình nấu phải nấu nguyên cái bự vậy nè rồi mình được chặt ra. Vâng. Rồi, muốn ăn kiểu sao vâng. Mình làm kiểu vậy đó. Vâng. Thế là vậy thôi. Đây các bạn này, ở trong này thì mình thấy là có cả trứng nữa các bạn ạ. Có trứng này, đại có đồ phộng trứng là mình để có gian thôi, đây đầy quá có gian qua đây. À. Ăn ké ha. Ừ, ăn ké cho nó mà hấp thụ cái màu cho nó đẹp á, hấp dẫn á. Vâng. Trứng là đồ phộng rất là nhiều. Ừ. Ở trong này em thấy có một cái túi gì đó chị? Này là túi thuốc bắc á. Thuốc bắc để à. Vô đặng cho nó thơm nè. Ừ. Cái mùi có cảm giác là mấy cái món của người Hoa các bạn là người ta nấu ăn rất là bổ dưỡng các bạn, tức là có hầm thuốc bắc thuốc nam. Ví dụ ăn mấy món này bổ gì không chị? Bổ chứ em. Em biết nó bổ rồi mà nó bổ cái bổ cái gì chị? Hả? Em biết nó bổ rồi mà nó bổ cái gì chị? Thì nói chung là cái này đó là mình nói có bánh ngủ hay là liên quan đến sức khỏe gì không? Cái này nói chung là ăn cái này là nó cũng như là cái sức khỏe mình nó tốt quá. Vâng. Thay vì em bị cảm đêm lại em ăn cái này nè. Vâng. Nó khỏe lắm, nó đổ mồ hôi với lại vâng. Nói chung là nó bổ, là coi như là em mệt mỏi hay sao em ăn là coi như mình chán ăn đi. Vâng. Đó, mình đợi mình ăn cái cảm thấy nó cứ thích cái miệng mình dữ lắm. Vâng. mấy chú là ăn đó như chú đó ăn ha. Vâng. Còn mình không ăn nhiều lắm. Ăn nhiều không ạ? Mới động đấy hả? Ta ăn mấy cơm kia sao chỉ có một chén nhỏ thôi mà lại đây ta ăn được 2-3 chén luôn, tao quay. Có nhiều khách em thấy không đó, vâng. ăn mới đầu kêu là thử dĩa thôi. Dạ. Cái ăn cảm thấy được á, cứ thích. Tham gia anh ta lại ăn nhiều lắm. Vâng. Tức là món này anh rất là đưa nha các bạn. Ừ. Còn món này là món gì? Bây giờ nếu mà em muốn em cứ trải nghiệm thôi, giờ chị nói cũng đâu có tin đâu, hiểu vâng. không? Trong này em sẽ trải nghiệm. Còn món này là món gì đây chị? Món này là ba gọi phá lấu trứng nè. Rồi. Thấy không? Cũng giống như món thịt kho tàu rồi. Ừ, nhưng mà nó em ăn cái mùi vị nó khác nha. Vâng. Đó, ba gọi nè. Ba gọi rút mà sườn á. Vâng. Đó. Ôi. Đó bự vậy nè, đó thấy không? Hấp dẫn quá. Như là bây giờ mình nói á thì mình khách không tin. Vâng. Cứ việc ăn đi rồi thử đi ha. Vâng. Đó. Thay vì mình nói là mình khen cái món này mình không khen. Vâng. Như để cho mà khách ăn đi khách cảm nhận rồi biết. Dạ. Chứ còn mà mình nói là không có xác nhận được. Dạ. Ta nói ờ của mình tự mình khen đúng không, nhưng mà vâng. tự không chỉ không có xác nhận cái món ăn của mình ngon hay không ngon tùy vâng. theo khẩu vị của người ta thôi. Dạ. Còn đây là cái món huyết đúng không chị? Huyết với lại huyết đậu hũ vâng. hầm hoa lấu á nó cái này là kết hợp với nước chấm của chị á, là trộn lại mình chấm ăn là rất là ok. Đấy. Nhiều khách là cũng nói vậy thôi. Dạ, là cái đậu hũ đó hai chấm ha. Nước chấm của vị hoa đó. Dạ. Đó là như vậy đó. Cái ba cái nồi nước này dùng là một loại nước khác, dùng hay là khác loại chị? Khác nhau ha. Cái này thì nó là nhạt hơn, còn vâng. này nó đậm đà hơn, cái này nó theo cái khẩu vị của nó rồi sao đậu phộng mà nó khác hơn vậy, vâng. vậy thôi. Chứ còn nếu mà giống nhau hết thì nó có cái hậu chua của cải chua, có vâng. hậu của cải chua. Chứ còn nếu mà giống nhau hết thì thay vì ta nấu mẹo một cái đi đúng không? Còn này không có phải phân biệt đó chứ. Chỉ mình chưa được bỏ nét của người miền Tây nấu mẹo một cái đi. Ừ. Chứ là cái nào cũng giống nhau đâu được. Vâng. Mấy cái này chắc hầm lâu lắm chị nha. Đúng rồi, em hầm phải xác định nè, ví dụ cái nồi mềm là chị phải vớt ra. Vớt ra là coi như là khách ăn cái nào á vâng. là mình mới lấy mình làm lại cho khách đó. Vâng. Rồi khách ăn phân nửa thì mình lấy phân nửa, vâng. khách ăn ít thì mình lấy ít vậy đó. Vâng. Chứ mình đâu có mà ép khách được. Mấy cái này chắc mềm lắm đúng không chị? Đúng rồi, nó mềm lắm, dạ. nó mềm. Bởi vì mấy người lớn tuổi thích ăn lắm. Dạ. Với lại nói chung là mấy người Tàu ở đây á là toàn là hả, thích ăn mấy món hầm mềm. Vâng. Chiều Châu nó với lại Quảng Đông rồi kia nọ đó. Vâng. Mấy Trung Quốc rồi kia hay là đi ăn lắm. Vâng. Với lại Đài Loan, với lại mà
mà hàng đồ hay lại ăn lắm. Nói chung người Hoa là người ta thích món này ha. Đấy. Món, nếu mà tính là món này là của Triều Châu, là chính của Triều Châu đúng không chị? Không, coi như là tùy theo cái này cái gốc của Triều Châu, nhưng mà mình nấu rồi cái thì chị nấu là cũng có Quảng có, vâng. Triều Châu có. Vâng. Ví dụ mình học mà mình học rồi bắt đầu mình kết hợp với nhau mình nấu, ăn thua cái khẩu vị của người ta thôi. Vâng. Nấu mình bán cho cái nào ngon thì mình nấu. Dạ. Còn cái cái nào mà mình kết hợp không ngon thì mình không nấu thôi, nó là vậy đó. Vâng. Đấy. Ở đây thì ở đây nói chung là chị đây chị học nấu món Triều Châu thì mình phải nấu món Triều Châu thôi, nó là vậy đó. Dạ. Thế nhiều người hỏi ủa sao chị người Việt mà chị nấu món Triều Châu được, ủa mình tại sao mình người Việt mà nói tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Tàu được? Vâng. Mình phải đi học. Vâng. Đúng không? Ăn thua mình thôi, mình học rồi mình nấu là nấu món ăn, tại sao mình nấu món Tây món U rồi được mà tại sao món này mình nấu không được? Vâng. Mình phải đi học. Dạ. Học mới nấu được, nó là vậy đó. Cái lòng trên này là mình là lòng phá lấu luôn chị hay là kiểu lòng luộc bình thường thôi chị? Cái lòng trên này nè. Cái này nè là coi như là cái ruột heo với lại phú linh, lỗ tai. Vâng. Rồi bao tử được kia đầy đủ hết là chị làm rồi đặng chị hầm phá lấu. Vâng. Ừ. Ví dụ như khách mà muốn ăn riêng cái này chị có bán riêng theo ký không chị? Có chứ. Mình bán ra sao chị? Coi như là 500 một ký. 500 một ký. Ừ, cái này nó khô là một ký nhiều dữ lắm. Vâng. Ừ. Bây giờ treo nó gõ mỡ luôn hết rồi. Vâng. Đó là một ký là nếu mà cái này 10 ký á là còn khoảng chừng 5 ký thôi, không tới nữa, 4 ký, 5 ký rồi. Vâng. Bây giờ nó hao hụt vậy ha. Nó hao hụt dữ lắm. Dạ. Nếu nhiều người ta làm người ta biết. Còn lần này mình bán thì nó phải như vậy, rồi mình nấu gia vị rồi kia nọ đó. Dạ. Tính ra là cũng không có lợi nhiều hết trơn á trời á. Em cứ nghĩ đi, đồ ăn bây giờ cái gì cũng lên giá hết trơn, gạo giờ lên hai mấy ngàn ký rồi phải mua gạo ngon nấu. Vâng. Nếu mà không ngon thì nấu đâu có bán đâu có được. Dạ. Theo người ta mình bán mấy gạo không ngon là bán không được. Vâng. Ở đây nói chung là chỉ phải lựa cái nào cũng phải ngon mình mới làm. Dạ. Còn không ngon không làm, mà với lại để cho khách ăn là xác nhận. Dạ đúng rồi, cứ ăn thử đi. Chứ còn mình nói là mình ta đấu tin. Vâng. Đấy. Nếu mà khách muốn biết thì cứ lại ăn thử xác nhận cho coi kiểm nghiệm nó coi nó ngon hay không. Vâng. Đó. Chứ còn mà biểu mình mình cứ nói người ta là không tin. Nói mình nó rồi cũng vâng. ngon các bạn ngon, các bạn muốn biết có ngon không cứ tới ăn thử. Ừ, đấy như vậy đó. Ở đây mình có bán mấy giờ là mình có cơm bán được? 11 giờ là có rồi. 11 giờ trưa vậy ha? À, 11 giờ trưa tới 9 giờ tối. 9 giờ tối. Ôi rồi sắp nghỉ ra. 9 giờ tối. À 9 giờ tối. 9 giờ tối là dọn rồi, tối chưa còn ai nữa đâu mà dạ, ăn nữa. Dạ. Đó là vậy đó. Đây là mềm rồi gã hết rồi nè. Mềm lắm này ha. Đó. Vâng. Thấy không? Có ai mà khách tới đây mà ăn hết một cái chân giò này bao giờ chưa chị? Có chứ. Có luôn này hả? Ừ. Đó, ôi. Nó gã chưa nè, thấy không? Gã rồi. Tức là người Hoa người ta thích ăn thứ mềm mềm đó. Thích ăn cái mềm dữ lắm. Vâng, càng mềm càng thích. Còn nó thích lại ăn dai thì chỉ phải lựa cái dai đang cắt cho người ta. Chắc lát, mà móng vậy nè, giống vâng. như là giò mà rút xương vậy đó. Vâng. Đấy. Chứ nếu mà mình phải làm theo cái yêu cầu của người ta, nếu không làm theo yêu cầu đâu cũng ngon. Dạ. Ở khách yêu cầu sao mình làm vậy, còn nếu mà mình làm theo ý của mình thì đâu được. Vâng. Thì là chị làm cho em ở đây best seller của quán mình là món nào, chị món nào mà gọi là khách hay ăn nhất ở đây á chị, khách tới đây á? Thập cẩm tùy thập theo thôi, nguyên cái menu rồi em coi cái menu là hả em coi xuống tùy theo khách được. Thập cẩm nè, có gồm là có ruột, phú linh, phổ tử. Vâng. Vâng. Lưỡi. Đấy. Đó là 5 món. Mình tranh thủ mình lấy cái menu luôn các bạn ạ. Rồi đây nè. Đây. Đó. Đấy. Đó còn mà không muốn ăn thập cẩm thì em ăn từng món cũng được. Dạ. Đúng không? Đó còn giò bắp, giò phanh, gân rồi kia nữa, ba gọi, khâu nhục, giò heo giấm. Tùy còn canh hủ qua, canh củ sen, canh rong biển. Đấy. Cá hấp rồi đầy đủ hết, em muốn là chọn cái nào cũng được, tùy theo người ta cũng chọn cái nào thì chọn thôi. Vâng, như vậy đây là cái menu nha, thì mình giới thiệu cái menu luôn nha các bạn. Đấy. Ở đây có khâu nhục luôn đó chị. Rồi. Không nhục là cái nào vậy chị? Không nhục chị chân ở trong, ở cưng không có ở đây. À, ngồi đây ha. Ừ. Bây giờ chị cho em một phần thập cẩm với chị. Phần thập cẩm phải không? Với lại cái phần giò heo này chắc là chị cắt cho em một phần được không? Giò heo đậu phộng phải không? Dạ. Mềm lắm này ha. Đi cái này. Ví dụ như khách mà ăn đậu hủ riêng một miếng này chị bán sao chị? 10.000. 10.000 ha. Ủa sao? Quyết cũng 10.000. Thế cái này giống món canh vậy chị? Ừ. Giống như món canh vậy ha. Ừ, nó cũng là ná vậy đó. Thôi chị bán bình chân các bạn đây. Đấy, đậu hủ 10.000. À, thôi chị cho em một đậu hủ một quyết đi chị. Cái này là giống như là chấm cái nước sốt của mình không chị? Ừ. Đấy. Một phần đậu hủ là 10.000, một phần quyết là 10.000.
bỏ hành ngò vô em đi chị. Ở đây mình có bán qua cái app nào chưa chị? Hả? Mình có bán app không chị? Trên gì? Shopee Food đó cưng. Vâng. Shopee Food hả? Là chú ở bên này là chú phụ trách là nướng như thế này hả chú? Dạ đúng rồi. Nướng thôi. Là chú đứng chú nướng ngoài này luôn. Đúng rồi. Đó nhìn coi các bạn này. Nhìn vô trong cái khay thịt nướng của chú này. Quá trời hấp dẫn luôn. Cái này gọi là thịt nướng gì chú? Thịt lùi nướng. Thịt lùi nướng. Thịt lùi nướng. Chú đang nướng một cái mẻ thịt lùi nướng rất là nhiều. 100 kg. À, một ngày nướng chứ là 100 kg luôn. Dạ. Ôi. Cái này là mình không có thịt này là mình cho anh thấy là cái màu như mình không có dùng cái màu gì không, đúng không? Không, không dùng màu cái. Phải có đường á. Vâng. Có đường với mùi gia vị á. Và nó tự nó lên màu luôn. Để mình xin phép mình lên vào trong này cái mình đứng nãy giờ mình đứng phía ngoài khói quá trời khói luôn nè. Nhà còn bà già bán quận 7 bển nữa, chi nhánh bển. Dạ. Ô thế là mình có nhiều chi nhánh. Không, mỗi người một quán khác nhau, quán là chia tới Huệ công. Dạ. Bên dì Út, bên Trần Soạn là cũng... vợ của chú cũng bán ở bên Trần Phạm Thế Hiển. Rồi còn bán thịt nướng luôn. Bán thịt nướng không? Dạ. Rồi. Để em Út. Để em Út cũng bán nữa, quán Trần Trần Trọng luôn. Dạ. Nhà 4 người bán mà bán nhiều nữa. Vâng. Cái lúc nãy chú còn vào trong kia con liếc thấy có một cái tảng thịt là mình chống là mình cùng nướng ở đây luôn là hay là cái lỗ mình nướng xong rồi. Cái nào? Cái đó có một cái tảng thịt lớn thế này. À, cái đó là nem cưng. Nem. Nem. À. Nói chung là đây thì trước mắt là mình thấy cái quầy của chú là nướng quá trời thịt luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn rất là bắt mắt. Đấy. Còn bên này là cái quầy của cô Huệ này. Ở đây là cái quán này, cái quán ngày hôm nay thì nó cũng đơn giản thôi. Nó cũng kiểu gọi là rất là bình dân các bạn nha. Một cái tủ bài quầy thôi chứ không phải là trong cái một cái quán kiểu quán như trong quán xá nhà hàng đâu. Một cái quầy rất là đơn giản bán kiểu ở bìa hè thôi. Đấy. Sáng là cái dàn giáo nhiều lắm. Dạ. Chả giò đủ thứ hết á, tại vì phải kéo qua đây ha, phải gọn lại. Vâng. Buổi sáng là nhiều lắm. Buổi sáng nhiều lắm mà chú. Vâng. Đồ trưng bày nhiều lắm. Dạ. Một ngày mình nướng khoảng nhiêu ký thịt như này chú? Khoảng 100 mấy đó cưng. 100 mấy ký luôn hả? Kinh chưa các bạn? Một ngày 100 mấy ký thịt luôn. Không biết là các bạn nhớ nào nha, nhưng mà đối với mình là cái món bún thịt nướng là một cái món gọi là món mình rất là thích cái món bún thịt nướng. Gọi là món tù á, rất là thích. Mình nướng này mình sao mình biết nó được rồi chú? Biết quen cưng. À nhìn quen mắt ha. Cái lửa nó nạ, nó mạnh nó nhẹ. Nhẹ vâng. Thì chậm chở chứ. Còn nó lửa mạnh thì mình phải nhanh chở để nó khét. Vâng. Đấy. Vậy mà cũng khét rồi. Rồi bắt đầu khét ha. Khét là phải cắt liền ha. Nói chung là ở đây thì mình thấy là cái màu thì nó lên màu rất là tươi. Bây giờ mình sang bên kia nhé các bạn. Mình sang bên kia. Lan ơi, làm mấy hành Lan ơi.
nhiêu vị cô? 30. Lúc này đi sao tới kia bị lồn địa chỉ? Này là mấy giờ mình có bán được không? 6 giờ chị bán, 2 giờ chị nghỉ. Bán đến 2 giờ chiều chẳng hạn. Năm mình bán buồn hơn chút xíu và mình nghỉ sớm thì con vì thấy cái món này chiều tối người ta hay ăn mà. Tại chị về nhà chuẩn bị cho ngày mai nữa. Tại chị bán nhiều mà, bán mấy chục ký thịt mà. Vâng, cô nhiều rồi. Bán chục ký thịt mà em nghĩ đi. Làm tới 12 giờ kia luôn đó. Thôi, vậy ha. Là gọi là làm từ 12 giờ kia là bắt đầu dậy làm rồi. Đâu có giờ về bắt đầu làm rồi đó. Làm tới 12 giờ kia để cho tủ lạnh đồ này nó lạnh. Rồi. Sáng giờ 4 giờ sáng thì về làm nữa rồi đó. Vâng. Rồi rồi. Nó động liên tục chị nghe. Rồi liên tục đâu nghỉ ngơi gì đâu này đậu. Là nó cực lắm. Dạ. Dọn nó to đi, dọn to hết rồi đi. Trai ơi, lại dọn nó hết rồi con. Em. Hai tô hả? Ừ. Cái thịt trong cái tạng với cái thịt trong cái xiên nó khác nhau gì không chị? Cái này nè, dạ. Thịt này thịt nạc á. Vâng. Nạc chị xay ra nè, giống như nem thấy không đó. Vâng. Thấy không, nó dài nè thấy không? Vâng. Thịt này thịt nạc chị xay ra. Vâng. Giả ra rồi nó mới giả nha. Dạ. Còn cái thịt này nè, là nó nguyên miếng nè, chị sắc ra nè. Chị sắc ra đó. Đó, chị cuốn lại nè thấy không? Vâng. Ôi. Nào, thịt miếng nạc nè, nạc nó to đùng nè thấy không? Dạ. À. Đó, chị mới cuốn lại. Vâng. Cho cái phẳng này nó mềm thịt nè. Dạ. À, chị xiên ra chị nướng là cũng là nạc thôi mà cái này chị quấn lại, cái này thì chị bỏ vô máy chị giả. À. Thấy không nè. Vâng. Mà nem thay giờ ta dắt chiếc đũa người ta không dắt, thời gian đây chị làm không kịp nên chị phải làm một tảng gì đó. Vâng. Để chị cắt ra từng miếng chị bán. Dạ. Làm nguyên tảng luôn hả? À. Nguyên tảng có mấy kịp em ơi, chứ nếu mà làm dắt chiếc đũa thôi nắng từng miếng quấn nó lâu lắm. Vâng. Ví dụ như khách mà người ta muốn mua cái thịt này riêng mình bán không chị? Bán hết á. Cái miếng nguyên miếng to này à là 120.000 miếng. Dạ. Đó. Ồ, 120.000 miếng bự chà bá vậy đó hả? Còn miếng này cũng trên nửa ký á, thịt sống thôi nha. Dạ. Còn chín này sao chị? Còn cái cây này á là 90 nè. Vâng. 90.000 một cây. 90.000 một cây. Vâng. Rồi. Thoải mái nha. Cái cây này đúng nửa ký thịt sống thôi nha. Thịt sống thì làm cả nửa ký nè. Một ký làm cả hai cây thôi. Vâng. Nửa ký luôn đó thôi. Nửa ký đúng luôn á. Nhiều dữ. Đặc biệt là 40. Đúng rồi. Dạ. Còn bình thường thì 35 tới 30. Làm sao để mình biết đó là thịt nướng kim tiền chị? Ông bà xưa nói. Hả?
Tại hồi đó giờ mẹ chị gọi vậy rồi chị biết vậy thôi, mà nguyên một cái xứ quê Cần Thơ đều gọi vậy luôn á. À, nhưng mà nó khác nhau biết thịt kia là nè, như nào. Nè, cái gì nè, nó trong có cục mỡ nè, thấy không? Nè. À. Nè, thấy không? Chị quấn cục mỡ vô cái thì bây giờ ở đây ít ai mở nên chết quấn thôi, chứ ở dưới là phải gì nè. À. Thấy không? Là có cục mỡ phía trong đó gọi là kim nè, tiền. Kim tiền đó. À, thì ra các bạn nha. Ủa em nói trước một hộp. Ủa như này vậy là món này của Cần Thơ hả chị? Rồi, đúng rồi. Ủa thịt nướng Cần Thơ. Quê Cần Thơ á. Quê Cần Thơ luôn. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Thái Phiên của quận 11 nhé. Địa chỉ chính xác là 111 Thái Phiên, phường 2, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đi ăn món hủ tiếu dê nhé. Đây là một cái quán hủ tiếu dê rất là nổi tiếng ở khu vực quận 11 luôn. Rồi. Đứng ở đây nãy giờ là thơm lắm các bạn, nhìn cái cách dê là thơm, chịu nổi rồi. Cái này là thập cẩm bình thường rồi đó, thấy không? Rồi cho vô nhà mấy tô cho đi. Hai cho con là gì? Hai cho con cái hủ tiếu mì gì cũng được. Thơm lắm. Em đi mấy người em. Khéo. Bên đường sao? Làm cái thịt đùi đặc biệt cho em đó đi. Cái này là mấy giờ bắt đầu chị có ra bán rồi? 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa em. Là bán 1 ca, 1 ngày 1 ca duy nhất rồi ha? À, nửa buổi thôi. Dạ. Ở đây là mình có những cái giá như thế nào vậy chị? À, giống như cái tô vậy nè, đặc biệt nè. Là 75.000. Là một phần như thế này. Đúng rồi, đặc biệt. Đấy. Còn bình thường á là 55.000. Dạ. Cái tô đặc biệt nó có cái gì chị? Tùy theo khách gọi. Ví dụ ăn thịt đùi thì thích ăn thì kêu đùi. Dạ. Còn mà ăn đủ thứ thì kêu đủ thứ. Dạ. Còn dạng giống như phần đuôi giống vậy nè, là từ 200.000 trở lên. Là nguyên cái đuôi này luôn. Nhỏ, đúng rồi, dạ. Nếu mà nhỏ thì 150. Thế mày không giá. 180. Còn bự thì 200, 220 tùy theo lớn nhỏ. Cái đặc biệt cái sườn với cái mắt lưỡi không biết tay như thế. Bình thường á, bên thì mình thôi. Bình thường nãy ba người còn thiếu tô với. Đi luôn ba tô đi đẩy thêm một cái hủ tiếu nữa hả? Đặc biệt rồi làm em hai cái đặc biệt đi, cái siêu bắt cái thịt mềm da đi. Ngày mình bán hết mấy dê như này chị? Ngày chị bán ba mấy cái đầu với lại một con dê. À, tức ở đây này là bao tử nè. Bao tử dê. Bao tử dê. Trong trong con dê là mình lấy hết chị nha. Đúng rồi em, bộ phận dê là có hết. Nè đó, bao tử nè. Thấy không? Có đầy đủ hết á. Thơm quá, đứng gần đây thơm quá. Còn cái này là cái đùi dê, gói dê á, cái này là ví dụ á, bình thường thì nhỏ nhỏ vừa vừa thì 180. Vâng. Còn bự 200, còn lớn nó 200 mấy tùy theo lớn nhỏ luôn. Vâng. Ví dụ như cái này là bao nhiêu? Giống như cái này vậy là luôn hủ tiếu là 200.000. 200.000. Đây nó gần ký lô dê được. Dạ. Đấy. Tức là nếu có một tô hủ tiếu quất cái đùi nó vô là đúng ăn rồi, phê ăn nhỉ. Luôn á. Dạ. Nguyên tô bự luôn á. Dạ. Nếu mà tính ra cái này mình bán lâu chưa chị?
Chị bán Tết nay nó là 12 năm rồi. 12 năm ha. Ngày xưa là mình mới ra mình bán đây luôn hả chị, hay là mình có... Hồi xưa chị mướn ở bên đường. Dạ, là bên kia. Giờ ở đây mua luôn rồi. Cái này mình có giao hàng chị hay là chị có qua app thôi? Không em, thí dụ khách muốn ăn thì đặt á. Dạ. Đặt qua cái gì á? Qua app hả? Qua app á, rồi gõ lên Hủ Tiếu Dê Gia Đạt là hiện lên hết rồi. Dạ. Chứ cái chị mình... không có đăng ký. Dạ. Ừ, cái này thì ngon quá. Cái này là sườn. Sườn, cái này một vị khách đang gọi đấy chị. Đúng rồi, khách đang gọi. Một phần nguyên như vậy là nhiêu? Cũng 75, đặc biệt bình thường 55, tùy theo khách thích, thích ăn gì thì kêu đó thôi. Hôm qua đứng gần đây cái mùi dê là thật là khó cường lại các bạn ơi. Cái này làm dê mà không cẩn thận là nó hết thôi. Đúng rồi, nó nghe mùi khó ăn lắm. Còn bên chị làm kỹ nó không có nghe mùi. Đó, sườn đặc biệt đó. Nắp lưỡi không tao. Là cái phần này là bao nhiêu chị? 75.000. Đây là một phần 75.000 nha các bạn. Các bạn có thể tham khảo qua nhé. Hủ tiếu, một tô hủ tiếu kèm thêm ha chị ha. Đúng rồi. Ồ, nãy giờ mình đứng ngay thùng tiền các bạn ạ. Đứng thùng tiền mà không biết. Nãy giờ mình đứng ngay thùng tiền mà mình không biết. Thôi giờ rồi. Em lấy tiền giùm chị các em. Này hắt lưỡi trong tay đặc biệt. Là phần này cũng là 75 ngàn luôn. Đúng rồi, 75 luôn. Tức là phần mắc nhất cái của mình là 75 ngàn. Thì coi như là bình thường á là 55, đặc biệt 75, còn nếu mà ăn cái món đặc sản đồ tùy theo giá tiền chứ không phải là giá đó. Dạ ba cái bình thường thì hai cái nạc cái hình thịt da. Rồi. Như ăn Ngọc Dương nè, ví dụ Ngọc Dương đó là 200 mấy một bộ. Vâng. À, súng đạn của con dê á, đặc sản nhất á. Nói Ngọc Dương cho nó sang, súng đạn ăn, vậy đó. Ăn gì bộ đó đó. Ăn gì bộ đó. Nè, cái này nè, bình thường là 55 nè. Dạ. Đó. Đấy, tức là tôi kèm theo một hủ tiếu như thế này. Đúng rồi, kèm. Và kèm theo một chén dê nhỏ như thế này là 55 ngàn nha các bạn.